Dạ xin mời. Cảm ơn nghe. Nè, em uống đi. Dạ xin mời. Cảm ơn nghe. Em đó, lúc này hả, lo làm ăn quá, bỏ bê anh luôn. Nè, sao vậy? Em không thích hả? Thì cất vô đi. Vậy là sao chứ? Anh sao vậy? Anh trách em hả? Em lo buôn bán bỏ anh vậy, anh không trách sao được. Anh cũng phải thông cảm cho em chứ. Em có công ăn việc làm vậy thì anh phải mừng. Mai mốt á, em sẽ mở tiệm mai rồi bán quần áo tại nhà luôn. Lúc đó là rảnh. Vậy thì được đó. Vậy thì quá tốt rồi. Nói thiệt á hả, anh cũng không muốn cho em làm những việc cực khổ đâu. Lúc trước anh thấy em bán dừa lạnh ở ngoài trời phơi nắng suốt à. Anh thấy xót quá mà không biết phải làm sao. Anh Tuấn, bây giờ em biết mai rồi, làm công nhân chắc được ha. Thiệt tình đó, em vẫn chưa thôi ý định đó hả? Em mới nói với anh là em muốn mở tiệm mai tại nhà rồi mai đồ để bán, vậy mà bây giờ lại muốn đòi làm công nhân nữa là sao? Nếu em làm công nhân thì ba mẹ anh sẽ không có coi thường em giống như vậy nữa đâu. Em đừng có như vậy nữa mà. Anh xin lỗi. Mận nè, anh thấy á, là em cứ may đồ rồi bán như hiện nay, như vậy là tốt rồi. Nè, thôi bỏ qua chuyện đó đi, uống nước nè. Trọng. Dạ. Lại ngoại biểu. Dạ, con chào ông ngoại. Má con đâu rồi? Dạ, má con với anh hai con đi móc bọc rồi. Ừ, sao bữa nay con không đi móc bọc với má con? Mọi bữa ông thấy con với anh Hiếu đi với má con có hai đứa nhỏ ở nhà thôi mà. Dạ, tại hôm nay con bận nó bị sổ mũi. Má dặn con là ở nhà coi em. Ông ngoại có chuyện đi ra ngoài một chút. Dạ. Rồi ông gửi bé Phương ở đây chơi với con được không? Dạ được. Vậy thì con để bé Phương ở trong nhà chơi, đừng có cho em nó chạy ra ngoài nắng nôi và bệnh nghe. Dạ. Ông ngoại đi chút xíu, ông ngoại về liền ha. Dạ. Bé Phương ở đây chơi với anh Trọng nghe. Dạ. Thôi ngoại đi nghe. Dạ. Phương, em vô nhà đi. Nhà của anh đông vui quá ha. Ừ, nhưng mà anh đâu có sướng như em đâu. Em có một mình ông ngoại mà sướng gì. Nhưng em đâu có phải đi móc bột đâu, còn được đi học nữa. Vậy anh qua nhà em ở đi. Sao anh qua được? Em xin ông ngoại cho anh qua ở với em nha. Thôi, anh còn phải đi làm phụ với má nữa, không qua chơi với em được đâu. Em giống con búp bê quá à. Con búp bê này của anh cho em đó hả? Em giống không? Ừ, con búp bê này đẹp, nhưng mà em còn đẹp hơn, mà thơm hơn nữa. Con này nó dơ hầy à. Ông ngoại giặt sạch cho em rồi. Ông ngoại mua cho em nhiều búp bê lắm, nhưng em chỉ thích con búp bê này thôi. Em mặc cái áo đầm này màu hồng đẹp quá à. Thiệt hả? Ừ. Vậy em mặc áo màu hồng hoài luôn. Mai mốt đám cưới á, em mặc áo màu hồng, còn anh mặc áo màu xanh. Dạ, làm chú rể luôn hả? Dạ. Má, bệnh của má hai cũng khá lên nhiều rồi, chịu khó trị liệu và chăm cứu sẽ bình phục thôi. Khi đó má con mình nghỉ nha má. Má cũng nghĩ chuyện đó rồi. Cả nhà mình sẽ tìm một nơi yên bình mà sống,
không phải nổi trôi thấp thỏm như vậy nữa. Má cực khổ vì tụi con quá. Nói ngược không, má nuôi tụi con không ra gì, nên bây giờ cả nhà mình phải cơ cực như vậy. Má đừng nói vậy mà. À, má tính mình sẽ yên ắng trong bao lâu? Chắc cũng không lâu đâu. Thằng nhỏ trên tàu Ba Hơn không sao, họ đưa nó về quê rồi. Công an cũng không sốt sắng gì. Má hai con cũng đỡ rồi, sắp tới phải tập trung lo cho ông ngoại. Ờ, mà má hỏi điều này, con nói thiệt nha. Dạ. Chuyện gì hả má? Mỗi lần đem tiền qua cho ông ngoại, con về nhà cứ thẫn thờ buồn hiu. Sao vậy? Thôi, má đi ngủ đi má. Má biết là con thương con bé Phương, nhưng nó đang sống yên ổn, trong khi má con mình sống ngày nào biết ngày đó, không biết xảy ra bất trắc lúc nào. Con biết, nên con không dám ra mặt. Ông bắt bình tim hồi nào vậy? Đúng là già cả bệnh tật, không tha bất cứ ai. Lấy lần một thở như ông, có ngày cũng biết hoảng sợ nữa. Mày muốn cái gì? Đâu có muốn gì đâu. Tôi chỉ thử coi khả năng nhập nha của mình còn bé hay không thôi mà. Cũng còn được chứ. Mày vô đây được rồi đó, bây giờ mà đi ra đi. Đâu có ra được. Tôi vô tâm sự với ông chút thôi mà. Nè, ở đâu mà có đứa cháu gái dễ thương như vậy? Tôi nhớ hình như ngày trước ông chỉ có một đứa con gái yếu ớt thôi mà. Nhưng mà cô ta đã lên thiên đàng rồi. Còn con búp bê này, mai mà hồi đó tôi không nhìn thấy. Mày giết con tao chưa đủ hay sao? Mày lại đi giết đàn bà con gái. Trước khi nhắm mắt, con tao nó đã muốn tao dừng lại cuộc chém giết. Tao đã hứa với nó, nếu không thì mày cũng sanh cỏ lâu rồi. Chứ không phải, ông nhắm không chơi lại tôi, nên bày trò làm chứng cho tôi vô tù. Ông sĩ diện làm gì nữa? Dù sao tất cả cũng đã thu rồi. Nếu tao mà muốn trả thù mày, thì ngay cả vô tù mày cũng không có cơ hội đâu. Ông nói như vậy là tôi phải cảm ơn con gái của ông sao? Đúng là quan đường mà. Mày đi ra khỏi nhà tao. Tôi vô thăm ông để coi căn phòng của con búp bê nó nằm ở đâu trong căn nhà này. Mày đi ra khỏi nhà tao. Tôi vô thăm ông á là để coi cái căn phòng của con búp bê nó nằm ở đâu trong căn nhà này.
Bây giờ thì ông cũng ngon đi kìa. Ông già hết cơm. Sao không? Con đâu có sao đâu. Nãy giờ con ngủ mà. Con có gặp ai không? Ông ngoại. Ông ngoại ngủ mớ hả? Con ngủ sao con gặp ai được? Ông ngoại, mà sao tự nhiên ông ngoại té vậy? Ông ngoại tính lấy cái xe lăn. Ông ngoại tính đi đâu mà ông ngoại lấy xe lăn vậy? Ông ngoại tính qua phòng con coi con ngủ có ngon không? Con ngủ ngon mà. Ông ngoại, cần gì thì ông ngoại kêu con nha. Đừng có tự đứng dậy một mình, ông ngoại té đó. Ông biết rồi. Thôi, con về phòng con ngủ đi. Mà Phương nè. Dạ. Con nhớ, cài chốt cửa phòng con cho kỹ nghe. Trong nhà chỉ có hai ông cháu mình, chứ có ai đâu. Mà tự nhiên ông ngoại lo xa quá vậy? Nghe lời ông. Nhớ, cài chốt cửa lại cẩn thận nghe chưa? Dạ. Nhớ cài chốt cửa lại cho thiệt kỹ nghe con. Dạ, con biết rồi mà. Chú, con lo xong hết rồi chú. Bây cứ sửa soạn hết, 3 ngày nữa đi nha. Nói bà già ở nhà đừng có hối đó. Ủa, chú tính kỳ này ở Sài Gòn lâu hả? Tao dặn vậy thì làm vậy đi. Dạ con biết, để con về nhà chuẩn bị. Ừ. Dạ con về nha chú. Con về gì mời ơi. Xong rồi nè. Nè Mười. Mười ơi, Mười tính 3 ngày nữa đi hả Mười? Ông theo tàu coi dỡ hàng xuống, rồi nhớ kiểm tiền cho kỹ nha. Biết rồi, có nhiều đó Mười dặn tôi hoài hả. Rồi xong rồi có về liền không đây? Không, ở lại 2 tuần mới về chứ. Cái gì? 1 tuần cũng được. Gì mà dữ vậy? Ở chi mà lâu vậy? Rồi công chuyện nhà ai coi? Thì ở đây vẫn có mấy thằng nó phụ Mười mà. Tụi nó là làm công Nhật, sao mà quán xuyến được việc nhà? Thì tôi cũng là người làm công mà. Nhưng mà ông lại làm công tháng, hiểu không? Mà nè, đừng thấy tôi nương rồi làm tới nghe. Tôi làm tới gì đâu, Mười biết chuyện của tôi mà. Nếu như mà Mười thấy Mười không vui á, Mười cho tôi nghỉ đi, rồi Mười đỡ bực mình. Ông ý là tôi sẽ không cho ông nghỉ, cho nên ông làm tàn đúng không? Đâu có. Thực ra tôi biết ơn Mười đã giúp tôi nhiều năm qua. Nhưng những người khác á, tôi nghĩ là tôi bị đuổi lâu rồi. Ông Phỉ, ông cũng thừa biết tôi không có coi ông như là người làm mà. Tôi coi ông như là người trong nhà, giao hết công chuyện buôn bán cho ông trông coi, đúng không? Tôi biết chứ. Nhưng mà Mười cũng biết là mục đích của tôi nhận lời giao hàng xa cho Mười
là để tôi đi tìm vợ con của tôi mà. Tìm hoài lâu quá rồi mà. Không lẽ nào ông nỡ lòng nào ông để tôi chờ hoài vậy hả ông Phỉ? Tôi xin lỗi Mười nha. Từ khi mà tôi xin vô làm công cho Mười á, thì tôi đã nói với Mười rồi, tôi chỉ muốn kiếm tiền để đi tìm vợ con của tôi thôi. Mười cũng biết là tôi đâu có ưng ai nữa đâu, mà Mười chờ tôi làm chi cho nó mắc công. Gần 20 năm rồi còn gì. Tôi tìm cả đời luôn đó Mười. Ông nếu tìm không ra, tôi chết cũng không nhắm mắt đâu. Dạ chào anh chị. Dạ mời hai người ngồi. Ngồi đi bà. Dạ anh chị dùng nước. Thôi khỏi. Anh chị tới sớm vậy có chuyện gì không à? Xin lỗi vì chúng tôi tới đường đột. Là thế này thưa chị, vợ chồng tôi sang đây là tính nhờ chị một việc. Thật sự thì vợ chồng tôi cũng hết sức là ái ngại khi nói ra điều này, nhưng mà chúng tôi không nói thì không được. Dạ không sao, có chuyện gì anh chị cứ nói. Thằng Tuấn còn muốn cưới con bé Mận càng sớm càng tốt, nên vợ chồng tôi sang đây nhờ chị nói với con Mận đừng đi gặp thằng Tuấn nữa. Vợ chồng tôi thật ra là không có ý coi thường hay là nghĩ xấu gì gia đình của chị, nhưng mà theo tôi nghĩ vợ chồng thì cũng phải tương xứng về gia cảnh, về môi trường sống, về giáo dục thì mới hòa hợp được. Tụi nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa tới, tụi nó cứ tưởng là thương nhau, yêu nhau, lấy nhau là có thể ăn đời ở kiếp. Nên vợ chồng tôi sang đây để nhờ chị giải thích phải quấy cho con Mận nó hiểu. Rồi ông bà có nói chuyện với cậu Tuấn chưa? Chúng tôi có nói chuyện với thằng Tuấn rằng chúng tôi không chấp thuận cho nó cưới con bé Mận nhà này đâu. Rồi cậu Tuấn có nghe lời không? Trời ơi, nếu mà nó nghe lời thì vợ chồng tôi đâu có qua kiếm chị làm gì. Chị là người lớn, chắc chị cũng hiểu, với môi trường sống và sự giáo dục quá khác biệt như vậy thì sẽ khó có tiếng nói chung lắm chị à. Đúng rồi đó, tôi thấy tôi với ông bà đâu có tiếng nói chung đâu. Cái chuyện của tụi nó để tụi nó lo, tôi không muốn can thiệp vô. Chị chấp nhận cho hai đứa nó quen nhau hả? Tôi không có chấp nhận gì hết á. Cái chuyện của tụi nó tự biết. Còn ông bà không có giúp được gì thì thôi, đừng có cản đường tụi nó nha. Không còn gì để nói, đi về. Ông bà tưởng ông bà là ai vậy hả? Nói môi trường sống và giáo dục cách biệt hả? Ý là sao? Ý là nói tụi này thấp hèn vô học hả? Nghĩ sao mà vô đây nói chuyện ngang ngược vậy? Tụi này vô học đó. Rồi sao? Mấy người có học hả? Mấy người được giáo dục kiểu gì vậy? Để tụi nói cho con Mận nó nghe, coi nó thèm làm dâu nhà mấy người không? Gan ha, bữa nay dám tới công ty tìm gặp anh luôn. Anh là ai mà không dám tìm? Không thích thôi đi về. Ê nè mới em làm gì vậy? Anh nói không thích hồi nào? Anh thích chứ bộ. Có chuyện gì không? Hay là nhớ anh quá đây? Nhớ con khỉ móc. Có chuyện mới chạy tới đây tìm anh nè. Bực mình. Hả? Cái gì mà bực? Rồi em nói đi, ai làm lọ lem kênh bực mình? Anh xử đẹp luôn nè. Ba mẹ của anh đó, anh dám xử không? Ba mẹ? Ba mẹ anh đâu? Không phải ở đây. Ba mẹ anh á, chạy tới nhà em, nói với má em là phải ngăn cản chuyện của em với anh. Còn nói nhà em là vô giáo dục nữa. Nói kỳ cục vậy? Nói vậy thiệt hả? Anh không tin hả? Anh chạy về hỏi ba mẹ anh coi có phải không.
Em đang mai đồ bên nhà chị hai á. Em nghe má em kể hả? Em tức quá em phải chạy đây em tìm anh nè. Thôi. Người lớn mà anh nói gì kỳ cục quá vậy? Sao ba mẹ anh kỳ cục vậy? Ba mẹ anh á, nói thẳng á là không có cho anh lấy em đó. Anh tính sao á thì anh tính đi. Trả lời em tiếng đi để em biết sớm em tính. Tính gì mà tính? Cái đó là ba mẹ anh nói thôi. Chứ anh dám cãi không? Sao không dám? Ba mẹ nói sai là anh cãi à? Anh nói với em rồi, ba mẹ anh không đồng ý á, anh không cưới em à? Em quên rồi hả? Sao? Thiệt? Bộ mặt anh giống xạo lắm hả? Nói thiệt phải không? Ừ, thiệt mà. Vậy thì được. Chứ mà anh nghe lời ba mẹ anh hả? Anh bỏ em là em bỏ anh trước luôn á. Được rồi, thôi. Nè, lúc nào em cũng sẵn sàng bỏ anh trước vậy? Vậy là em đâu có yêu anh đâu. Chứ ai biểu không ba? Ai biểu thì biểu gì? Đã yêu thì bỏ từ gái đi. Thở chút là mệt, tức rồi giận, xong rồi bỏ. Người như em vậy á, một ngày bỏ anh bao nhiêu lần rồi? Nè, hết bực bội chưa? Không biết. Vậy làm sao cho hết giờ? Em đi ăn kem nha. Không biết. Anh, mình nghỉ lâu quá rồi anh. Xuất quân đi. Tụi em đói rã ruột luôn rồi nè. Ăn toàn rau muống đậu hũ không? Đúng rồi đó anh. Lâu lâu bị xui một lần à. Bây giờ em ru rồi, không thấy ai rục rịch gì hết. Mình mà ngăn được rồi đó anh. Dạ. Với lại mình nghỉ ngơi như vậy mà cũng không có thêm vụ nào. Mà cái đám ăn hàng lén của mình á, cũng có làm gì đâu. Ừ. Em quân y chang với anh em mình luôn á. Lâu nay á em ảo quá. Mấy tàu hàng sẽ chủ quan không đề phòng gì nữa. Bây giờ mình xuất quân là ăn chắc luôn. Ừ. Chắc tao chờ tụi bay nhắc quá. Không làm ăn cả tháng trời nay rồi. Làm như có một mình tụi bay đói vậy. Giờ sao anh? Mình làm nha. Làm đi anh. Tụi bay khùng quá. Có làm thì cũng phải đi thăm dò. Có thằng nào thịt, thằng nào xương. Nếu cứ nhảy lên đại gặp chiếc tàu đói thì hả hỏng khóc tiếng miên luôn. Giờ cứ bài binh ra đi. Tụi em sẽ nhảy vô làm cho. Nha anh. Được không? Ba mẹ kỳ thiệt á. Con lớn rồi, bây giờ đâu phải là đầu thế kỷ 19 đâu. Mà ba mẹ sắp xếp chuyện tình cảm của con. Nếu con muốn tự sắp xếp á thì con phải sắp xếp làm sao coi chưa được một chút. Được hay không á thì đó cũng là chuyện riêng của con. Ba mẹ không thấy là mình đã can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con. Nếu ba mẹ không can thiệp, con sẽ lún vào cuộc hôn nhân không lối thoát đó. Con sẽ bị dồn vào đường cùng với cô gái đó, con biết chưa? Mẹ à, sao gọi là đường cùng mẹ? Tụi con vẫn có hướng đi riêng của tụi con mà. Thiệt tình, ba mẹ làm con quê lắm đó. Đứng trước mặt mận con không nói được gì luôn. Đàn ông con trai từng tuổi này rồi mà còn bị ba mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm, con thấy mắc cỡ vô cùng luôn. Nếu con muốn ba mẹ không can thiệp vào á thì con phải làm gì để ba mẹ yên tâm về con đi? Con không biết gì về cái tiêu chuẩn để ba mẹ yên tâm là cái gì hết. Con chỉ biết con với Mận thương nhau, như vậy là đủ rồi. Để quên bình án nè. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Có chuyện gì không? Bác sĩ làm ơn cho tôi hỏi. Ông kia bị bệnh gì vậy? Cậu là gì của ông ấy vậy? Dạ, tôi là cháu ruột. Nhưng mà có chút hiểu lầm trong gia đình, cho nên tôi tạm lánh mặt. Thưa bác sĩ có thể làm ơn cho tôi biết tình trạng của ông ngoại tôi ra sao không bác sĩ? Lần khám lần này cho kết quả không mấy khả quan cho lắm. Tôi nghĩ sẽ phải chờ kết quả sinh thiết thì mới có thể biết rõ phác đồ điều trị. Cái gì?
Tôi nghĩ ông của cậu có biểu hiện bị ung thư, nhưng phải chờ kết quả xét nghiệm đã. Vậy ông ngoại tôi đã biết chưa? Chưa có kết quả xét nghiệm thì tôi chưa thể nói lên được. Bác sĩ ơi, nếu như kết quả đúng thì bác sĩ hãy khoan. Tôi xin bác sĩ đừng nói cho ông ngoại tôi biết nha. Mọi phương pháp điều trị và chi phí như thế nào, bác sĩ cứ nói với tôi là được rồi. Được không bác sĩ? Thôi được rồi, cậu cứ về đi. Khi nào có kết quả thì tôi sẽ báo cho cậu biết. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào cậu. Lên ghe chưa? Dạ chú. Nè má uống đi má. Má, bác sĩ nói còn phải chờ kết quả sinh thiết. Nếu đúng là bị ung thư thì ông ngoại phải nhập viện liền, tốn tiền lắm. Tốn bao nhiêu mình cũng phải lo, chứ không lẽ ngồi nhìn ông ngoại chờ chết hay sao? Ung thư đã mắc rồi, có tiền cũng chưa chắc sống. Còn nước còn tát thôi con. Má, má đừng có lo. Má cứ để anh em tụi con tính. Anh ba ung thư có bị lây không? Chắc là không lây đâu. Nhưng mà nếu có lây, không lẽ mình nỡ bỏ ông ngoại hay sao? Má con mình còn phải lo nhiều thứ lắm. Má chỉ cầu mong trời thương cho má con mình sớm ổn định để làm ăn kiếm sống với người ta. Nghèo chút cũng được, mà không phải lén lút lo sợ. Má, má đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Rồi sẽ có lúc mình được sống yên ổn mà má. Thôi, má với Mận vô nhà nghỉ đi. Con qua tiệm rửa xe đi. Con đi nha má, anh đi nha Mận. Dạ. Thằng Hiếu đâu, sáng giờ má không thấy. Bữa nay không có việc, rồi anh hai đi bán với chị hai rồi. Với lại con cũng mới mai mớ đồ á. Chờ chị Di đi bán hết á, rồi con mai tiếp. Đâu có vốn nhiều, bán không hết là ôm nguyên đống đó mặt luôn. Đó, còn phải tính chuyện làm ăn cho vợ chồng nó nữa. Yên bề gia thất rồi, không lẽ bắt con Di đi bán dạo vậy hoài, tội nghiệp nó. Phải chi có một cái tiệm đàng hoàng cho nó bán. Mận. Dạ. Con với anh Tuấn làm sao rồi? Con có kể cho nó nghe cái chuyện ba má nó qua đây nói hành nói tỏi mình không? Bét liền chứ, tức quá mà. Rồi nó nói làm sao? Anh nói là ba mẹ anh nói vậy thôi, chứ ba mẹ anh cũng thương anh lắm. Với lại á, anh lớn rồi, tự lập được, không lệ thuộc cha lệ thuộc mẹ nữa. Bây giờ ông bà có chịu hay không thì tụi con cũng cưới nhau à. Cái đó là nó nói vậy thôi, chứ con cũng phải tính lại coi làm sao nha. Người ta kỳ thị mình quá cũng khó sống lắm á. Nói gì nói, nó là con trai một, nó phải sống với ba mẹ nó, đúng không?
Mà cái tính con là không làm dâu được rồi đó. Trời ơi, đương nhiên rồi, con đâu làm dâu được. Mà con không làm dâu đâu. Lấy nhau xong rồi tụi con ở riêng, không có ở chung với ba mẹ ảnh đâu. Ông bà khó chịu lắm. Ảnh thì cũng có việc làm, con thì đi buôn bán. Tụi con tự sống được mà, không lệ thuộc vô ông bà đâu. Nè, nó có biết chuyện má với mẹ anh con làm không? Dạ không. Đừng để cho nó biết nha. Má. Ừ. Hay là mình thôi đi má, đừng làm nữa. Con tưởng là má muốn lắm sao? Cứ vậy hoài không biết chừng nào mới yên nữa. Áo của em nè. Quẹo lửa. Dạ chị lựa đi chị đi. Đồ của em nhiều kiểu để nhiều màu, giá cả phải chăng lắm chị. Bán sao vậy em? Đi. Dạ em tính rẻ thôi ơi, sát vốn luôn á, 90. Mắc quá à. Mắc quá vậy đâu có đẹp đâu. Giải thường mà sao vẫn mắc quá vậy? Giải nên mặt mát lắm đó chị. Nè thấy không? Trời ơi kiểu này đơn giản bình thường mà. Chị thấy mắc quá à. 70 nha. Được không em? Dạ 70 không được. Ừ, sát vốn quá em. Chị thấy giải đâu có được đẹp. Thấy mấy cái giải này thấy nó sao sao á. Mặc dù lợi em ơi. Nó xúc được may thì sao? Bán cho chị đi em. Không có đâu chị ơi. Em nói cho chị nghe nè. Hàng chợ người ta may như vậy á, em bao hết chỗ này luôn. Chị mua đâu cũng vậy hết á. Em bán vậy là quá rẻ luôn. Ở trong shop á nha, người ta bán 200-300 ngàn. Chứ mà không có được đẹp đâu. Tại hôm bữa em mới đi mua ở shop cái áo 300 ngàn. Mà cái đường may cũng vậy à. Thôi hay vậy đi, bây giờ mấy chị cứ mua rồi em đem về nhà em đạp lại đường may ngon ơ cho mấy chị luôn. Có chắc chắn không vậy? Chắc chắn với chị luôn mà. Vậy giờ em bao luôn cho chị phải không? Dạ. Trời ơi em không có nói xạo với chị đâu. Đây nè, mấy cái giải này nè, nhìn vậy thôi nha. Mà hả, rất là nhiều kiểu. Chị cứ lấy đi, chị cứ lựa rộng chật như nào em đem về em sửa được hết luôn. Nè chị. Thì thôi mình lấy mấy cái luôn đi. Có gì á, vậy mình mua đi. Được ra mua nữa. Ờ, chị mua giùm em để rồi chị giới thiệu mấy bà hàng xóm lại mua cho em nha. Dạ, dạ. Bởi vậy bây giờ chị lựa 10 cái rồi em tính giá sát vốn cho chị luôn. Ờ, được rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Chị lấy màu này. Màu này hợp với chị đó. Nè, chị, cái màu đỏ này nó hợp với chị nè. Không lấy màu này nó nhu nè. Ờ, được rồi, màu này đi. Màu trắng hả chị? Ờ, cái này vừa nè. Còn cái này thấy hơi rộng. Thêm cái này nữa nè. Cái này size cũng hơi lớn nè. Rồi, thôi rồi. Hai cái này em để lại. Tối nay em về em đạp lại, em sửa lại size. Em nhìn chị lại biết size chị mặc sao rồi. Đó. Rồi bây giờ chị chỉ cần đặt cọc lại cho em thôi. Rồi ngày mai chị qua chị lấy mấy chục ngàn thôi. Rồi ngày mai chị tới chị thử. Bảo đảm với chị là không đẹp, không ăn tiền luôn. Em trả tiền lại cho chị. Đó, chiều nào em cũng bán ở đây đó. Không được chị tới chị dẹp hàng em luôn. Để nữa hết cái hàng này ha, em lấy mấy cái hàng về đẹp lắm. Và kiểu mới nữa. Chị tới chị ủng hộ cho em nha. Được rồi, đặc biệt luôn ha. Lần này là em tự may luôn. Chị thích kiểu nào là em may kiểu đó. Mà em may kỹ hơn cho nên giá mắc hơn chút. Chị hàng phải đẹp nha chị. Bán dễ thương quá. Dạ hai cái này em để lại cho chị. Ngày mai chị qua lấy nha. Mai lấy nha chị. Lời sao bên kia đốt phòng đông rồi kìa. Thôi chị, mai chị ghé lấy nha. Chị, cứ xem đi chị. Em có nhiều quần đẹp lắm. Chị, em mua vàng giùm em đi chị. Trời ơi chị, hôm bữa em vô shop em mua cái áo 300 ngàn. Về bẩn cũng hư hết rồi. Trời ơi, là lớn. Đâu áo 300 ngàn đâu cho mượn bữa coi. Bày đặt. Biết sao ta mua thôi. Trời ơi con. Chị, em bán này mỗi ngày chị đem về mà không được. Chị tới đây chị phá quán em. Phá nè. Đó, quýnh nữa đi. Hôm sau em hỏi ra bán nữa luôn. Người ta tới đây người ta phá thiệt lúc đó không biết hả sao luôn nha. Em nói sao mà người ta mua một hơi 6 cái luôn vậy? Trời đất ơi. Nói chung là cái vía của em nó hợp với vía của hai anh chị á. Mai mốt em phải lấy công rồi. Nè Phương. Gì? Tôi á không có chạy theo bà về nhà đâu. Cho nên bà đừng có nhăn nhó nữa. Vậy chứ ông đi theo tôi làm gì? Tôi lo cho bà thôi. Mắc mớ gì lo cho tôi? Tại vì á, tôi thấy bà yếu ớt, bệnh hoạn hoài à. Mà bây giờ phải chạy qua cái quán quen mua một ly cà phê, sau đó chạy qua đưa cho anh chàng đẹp trai ở tiệm chỗ xe đó. Tôi thấy con đường sao xa quá. Kệ tôi nha, ông nhiều chuyện quá. Thank you.
Chuyện gì vậy con? Con đâu biết chuyện gì đâu. Ngồi đó đi. Tại sao ông thấy con có vẻ gì lo lắng dữ vậy? Kỳ cục lắm ông ngoại. Có chuyện gì đâu, con nói rõ ràng cho ông ngoại nghe coi. Con không có biết ông đó là ai, mà mấy bữa nay cứ chạy theo con hoài à. Mấy bữa trước còn chạy theo sau con, còn hôm nay hả, chặn đầu xe con luôn, dòm thẳng vô mặt con rồi bỏ đi. Con hỏi thì không chịu trả lời. Người gì đâu mà kỳ cục. Nó có nói gì với con không? Có nói gì á thì con không có tức. Đằng này chặn đầu xe con, con hỏi ông là ai, ông không thèm trả lời. Nó theo con đã lâu chưa? Dạ khoảng khoảng một tháng nay rồi. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi, chứ không phải ngày nào cũng vậy. Ông xuất hiện thình lình lắm, không biết ở đâu ra nữa đâu ông ngoại. Hay là con đi đường khác đi. Trên đường từ trường về nhà con chỉ biết có đường đó thôi à. Mà ông ngoại có biết là ai không? Ờ, không, ông làm sao ông biết được? Kỳ vậy ta, ông muốn cái gì chứ? Hay là con rủ thêm mấy đứa bạn đi về cùng đường với con đi, chứ đừng có đi về một mình. Cũng đâu có đứa nào cùng đường về nhà với con đâu. Ồ, vậy mà tôi tưởng thằng cà chớn nào chứ. Mời anh vô. Sao, hôm nay có chuyện gì mà anh ghé thăm tể xác của tôi vậy? Tôi vắng mặt giang hồ cũng khá lâu rồi. Anh nghỉ mát được 20 năm rồi còn gì nữa. Chỉ có mấy đứa già như tôi mới biết anh thôi. Còn tụi nhỏ bây giờ có biết anh là ai đâu. Nếu mấy đứa nhỏ có hổn với anh đừng trách tụi nó làm gì. Cái đám xanh xao đẻ muộn đó mà, nó đâu có biết cha chú là ai đâu. Ý tôi là không phải vậy. Tôi muốn gặp chú là vì tôi muốn làm ăn. Bây giờ kiếm sống khó khăn quá. Anh muốn nói là tôi nhập băng cho chú được không? Anh nói cái gì mà băng nhóm gì nghe thấy ghê vậy. Người ta nghe, người ta tưởng đâu tôi là đầu trộm đuôi cướp gì chứ. Thì ý tôi là chú làm gì, chú cho tôi làm chứ. Thời thế thay đổi nhiều rồi, cung cách làm ăn cũng khác. Thời của anh á, mấy chục năm trước thì xương hùng một cõi, anh có làm cái gì đâu ai dám ho he đâu. Nhưng bây giờ tụi tôi làm ăn thì phải kín đáo, nhẹ nhàng, sống trong đời thường cũng phải để cho người ta nể mình một chút chứ. Đừng để người ta biết mình sống trong bóng đêm. Nhưng mà tôi nghĩ anh không hợp với cách đó đâu. Dân tình bây giờ người ta không sợ đám lục lâm như ngày xưa, chính quyền cũng mạnh tay truy đuổi, nên càng kín tiếng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Với lại bây giờ mất lòng quân sĩ là nó hất cẳng mình liền. Tôi cũng biết chứ, tùy theo thời cuộc mà. Mấy chú sao thì tôi cũng vậy. Bây giờ làm gì cũng phải nhanh tay lẹ mắt như sóc mới được. Mà anh thì bây giờ chậm chạp nhiều rồi phải không? Thật ra chỉ tôi muốn nhập băng của chú. À không, muốn theo chú làm ăn không hẳn là chỉ vì chuyện kiếm sống đâu. Tôi muốn nhờ mấy chú phụ tôi một chuyện. Bây giờ làm gì cũng phải nhanh tay lẹ mắt như sóc mới được. Mà anh thì bây giờ chậm chạp nhiều rồi phải không? Thật ra chỉ tôi muốn nhập băng của chú. À không, muốn theo chú làm ăn không hẳn là chỉ vì chuyện kiếm sống đâu. Tôi muốn nhờ mấy chú phụ tôi một chuyện. Là chuyện gì? Mấy chục năm trước tôi không dám đối đầu trực tiếp với ông Hậu vì ngang ngón đòn độc sát thủ của ông. Chuyện đó ai mà không biết. Tôi nói thiệt,
anh hèn. Bây giờ mặc dù là ông già yếu rồi, nhưng mối hận tôi vẫn chưa quên. Vì ông mà tôi bốc lịch gần 20 năm. Có điều tôi không biết là lâu nay ông có... Tôi nói á là để cho anh nghe chơi, biết thế sự với người ta. Chứ tụi tôi bây giờ cũng lo làm ăn lương thiện, tụi nó cũng phải đi làm công thấy ông bà ông giải luôn. Còn chuyện đâm thuê chém mướn hay cướp gì đó, tôi không dám nữa đâu. Tôi còn phải lo cho vợ con nữa chứ. Sơ sẩy một cái, vợ con mình lãnh đủ chứ ai. Hồi đó chẳng qua là bất đắc dĩ tôi mới... Tôi biết, nhưng không ai nể anh vì chuyện đó nữa đâu. Anh nghĩ coi, dân chơi với nhau mà anh đi giết vợ con của người ta, anh chơi đâu có đẹp đâu anh. Tuy là ông ta đã xa lánh giang hồ, nhưng tụi tôi vẫn rất là kính nể. Vì chuyện ông già đó không giết anh để trả thù, người phải nuôi mối hận đó là ổng, chứ không phải là anh đâu. Nếu như anh tới để rủ tôi tham gia cái chuyện trả đũa ông già Hậu đó hả, anh lộn địa chỉ rồi. Còn nếu ông Hậu mà rủ tôi làm chuyện tương tự hả, không chừng á, không chừng á, tôi tính lại à. Em ơi, coi mua chút đồ nhậu đi, chiều tụi nó qua giờ đó. Cái gì? Nhậu nữa hả? Trời đất ơi, cái gì nữa đây? Nguyên đám âm binh kia chưa đủ hay sao? Còn rước thêm cha của bơ của bất này về nữa. Tôi có hầu đâu nghe. Mày nói ai mày? Thôi, bớt nóng đi huynh. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi tiễn anh nha. Tôi còn phải đi làm nữa. Đi làm à? Phải có công ăn chuyện làm để cho vợ con nó nhờ nữa chứ. Ủa? Dạ, ba. Ba, sao ba không đi ngủ đi? Tụi con nói là tụi con về trễ lắm. Ba cứ thức dậy hoài là ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Dạ, con đi với vợ con mà, ba lo gì? Đi với nó thì làm cái gì? Cậu tưởng như vậy là tốt lắm sao? Lấy vợ về mà để con nhỏ vất vả như vậy á. Ba, ba nói không đúng sao? Ba nói con ngay từ đầu, con đâu có chịu nghe. Con thì hài lòng, nhưng ba đâu có đồng ý. Ba không chịu được. Để từ từ con cố gắng con làm vợ con không khổ nữa. Ba đi ngủ đi. Anh, cậu nói hay quá. Cậu hứa hẹn với tôi sao? Cậu nói là không để cho vợ con phải chịu cực khổ. Vậy mà bây giờ để nó thức khuya dậy sớm đặng đi bán hàng rong ngoài đường. Thôi mà ba, anh cũng đâu có muốn như vậy đâu. Mà bây giờ tụi con là vợ chồng với nhau rồi, ba cứ cằn nhằn như vậy hoài, thà ba để con làm dâu đi. Thôi con nấu nước gừng cho ba uống dễ ngủ nha. Thôi khỏi, tôi nấu rồi, uống rồi luôn nữa. Tôi vừa cho hai người kìa, uống rồi đi ngủ sớm đi. Có hối hận lấy anh để giờ khổ gì không? Định nói giống ba nữa đúng không? Cái mặt này yêu lắm đó. Thôi ngủ mới đi làm sớm. Vô tắm cho. Thôi. Ê, chưa đóng cửa. Tôi đã nói rồi mà không chịu nghe. Bây giờ bọn cướp ở trên sông rất là lộng hành. Tàu hàng ở miền Tây lên 10 chuyến là bị dính hết 1-2 chuyến rồi. Dặn hoài mà không nghe là sao? Nghe là nghe làm sao? Tôi cũng cẩn thận rồi, tụi cũng khóa kỹ nữa. Tôi nằm ngủ ngay kế bên, chứ đâu có dám ngủ chỗ khác đâu. Cũng không dám giao cho đứa nào canh nữa. Đến hồi mở mắt ra thì xong rồi, mất hết. Giờ xui rồi thì phải chịu thôi, chứ đâu phải lỗi tại tôi đâu. Xui cái gì mà xui? Ông hời hợt thì có. Đã biết có nguy hiểm là phải canh chừng 24/24 giùm cái, không được rời mắt. Trời đất ơi, ông ngủ hả trời, đánh ông cũng không hay nữa. Đừng nói chi mấy tên trộm. Nói gì đâu xa, mỗi lần ông vô kho ngủ hả là coi như là bó tay, khỏi kiếm ông luôn. Lần sau á, mời kêu đứa nào canh thì canh đi, tôi khỏi canh luôn. Nói vậy mà nói được hả? Ông là người thân cận nhất, tôi mới dám giao cho ông. Chuyện làm ăn, chuyện tiền bạc, giao cho ông hết á, đâu có dám đụng đâu giao đó.
đâu phải ai cũng tin tưởng đâu, đúng không? Vậy chứ mười muốn sao? Tiền mất rồi giờ muốn gì nữa? Không lẽ ăn thịt ông Trừ? Ha, ăn thịt ông được, dám tôi cũng dám ăn, để cho tôi đỡ tức á. Ở đâu mà nó ngang với tôi nữa? Rồi sao, có thấy mặt đứa ăn trộm không? Đã nói mở mắt ra là cái tủ trụi lũi rồi. Tôi mà thấy mặt được tụi nó thì đâu có mất đâu. Có báo công an không? Có. Công an nói sao? Công an người ta nói phải biết mất ở chỗ nào, thuộc cái địa phận nào thì mới làm việc được. Mà mất hồi nào có ai biết được đâu. Tức ghê. Cuối cùng có âm cũng như không. Không, mấy chuyến sau á mà cho thêm mấy thằng trai tráng bự bự. Cái gì dân Sài Gòn người ta gọi là cái gì vệ sĩ á. Gì? Mười kiếm chừng 5-7 thằng bự bự đi theo chỉ để bảo vệ tạo thôi. 7 thằng thôi hả? Ừ. Ít lắm 10 thằng đi. Ừ, được có được. Được được được, cái gì mà được? Ông nghĩ sao vậy? Hả? Tôi giàu lắm hả? Ông nghĩ sao mà kêu tôi muốn vệ sĩ? Chắc tôi là tỷ phú nguyên cái vùng này à. Có tiền là phải xài cho đúng nha. Có nghe ông bà mình nói không? Có mà khôn tiền chôn có chỗ, có mà dại của đổ dưới sông á. Trời đất ơi, cái tàu có bay lớn à, có mấy tấn gạo hả? Ông với mấy thằng thợ là nuốt hết tiền lời của tôi rồi. Ở đó mà mướn vệ sĩ. Bực mình à. Vậy giờ mày tính sao? Tính gì nữa? Đi làm đi. Khó quá, sao cũng không chịu hết. Tại ai tôi mới khó? Sao nói cũng được hả? Phụ má. Đây. Từ từ thôi hai. Cẩn thận thôi. Rồi, ngồi đây, ngồi xuống. Rồi, ngồi đây. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Dạ, không có gì đâu vậy. Dạ thôi, con xin phép con đi làm luôn. Anh đi nha mọi. Cảm ơn anh nha. Ngồi chưa ngay hả? Đây, được chưa? Chạy cẩn thận nha anh Tuấn. Anh biết rồi. Con đi nha hai dì. Bữa nay châm cứu thấy đau không? Không hả? Đau. Tội nghiệp không? Má biết không? Má hai ngọng quéo lưỡi luôn á, mà nói nhiều dễ sợ. Đau, nói rành à. Ngọng đâu mà không. Rồi. Thôi con ơi. Sao má? Đừng đi bác sĩ nữa. Ngọng mà con dây. Chứ mà nói rành mà chữa hết bệnh xong một cái là má con mình nghe tắt bếp luôn á. Không ấy bây giờ Ngân đưa má đi. Để má hai tự đi mình. Chữa vậy đúng được rồi đó. Đúng không? Chứ mà nói vậy thôi đã nói nhiều rồi. Mà nói rành ai chịu cho nổi. Thôi. Không nói nữa đâu. Hứa nha. Hứa luôn. Nó giỡn vậy thôi chứ nói gì nói cũng phải chữa cho má hai lành lặn, cho má hai khỏe lên để ngày nào má hai cũng chửi hết á. Chứ ngày nào mà không nghe tiếng chửi của má hai á ăn cơm đâu ngon đâu. Nó ghiền rồi. Nè, giờ muốn ăn gì em đi nấu cho nè. Giá kèo. Cá kèo hả? Em mua rồi, chút nấu cho ăn. Nè. Dạ. Con đưa má hai vô nghỉ đi. Chứ sáng giờ đi mệt rồi đó. Thôi, không có mệt. Ngồi chơi. Thôi, trời ơi, ngồi đây dày hoài, khách nào dám vô uống cà phê. Không, ngồi chơi. Trời đất ơi. Vậy thôi ngồi chơi nghe. Chơi. Cô chạy ra chợ cô mua vải về may mấy cái áo nữa nè. Hai đừng lo, em với mấy đứa nhỏ sẽ ráng chà chữa cho hai hết bệnh nha. Nhà con. Vui quá ha. Má hai. Bực cái mình. Gì mặt mày chù ụ vậy? Mệt quá đi, dạ vợ con. Gặp mặt căng nhằn. Căng nhằn vụ gì nữa? Thì chuyện ông để cho Di lấy con đó. Ông nói Di lấy con là mất tương lai. Ông nói con là chồng tồi, không lo được cho vợ để vợ vất vả. Chịu không nổi con nói Di vợ bên này ở đi. Con không chịu. Thì nó có một cha một con hà.
Nó về bên đây ở rồi ai lo cho ổng? Nó qua không đành là phải rồi. Thì biết con mới ráng ở bệnh chứ má biết sức con mà dễ mấy à. Nhiều khi thấy em quá đáng thiệt. Ê. Đồng ý là ổng thương mình, nhưng mà coi ngày nào ổng gặp mặt càm ràm kiểu đó chẳng khác nào tra tấn mình. Coi mà có tiện cũng trám cái miệng ổng lại chứ ở đó. Ổng xót con ổng thôi. Thôi kệ ổng đi, nói làm gì. Mắc dịch. Gì? Mắc dịch. Ừ, mắc dịch. Mai qua bệnh chửi ổng giùm con mai. Dạ dạ. Ó đầm. Gì mà? Ó đầm. Ó đầm. Ó đầm. Đúng rồi, ó đầm. Không làm được gì hết. Con quậy. Quậy, ờ. Bóp cổ nha. Chết rồi. Gì mà? Bóp cổ chết cho rồi. Đúng không, đúng không? Bóp cổ chết cho rồi. Thôi thôi, thôi thôi, con đi về. Thả bệnh con em và vợ con càm ràm còn đỡ hơn là qua đây gặp má hai nữa. Thôi về lo cho ổng đi. Quỷ. Quỷ. Thôi con về. Hai à, thân mình lo chưa xong ở đó lo chửi người ta. Bực mình. Biết rồi, bực mình lắm, biết rồi. Thôi thôi, bớt bực mình đi nghe. Bán buôn gì mà bán hoài không thấy khá. Kiếm bữa cơm cũng không nên thân. Con mà nghe lời ba không bỏ học thì đâu phải như vậy. Nói mà không biết nghe. Thôi mà ba, anh Hiếu anh cũng cực khổ dữ lắm rồi. Ba đừng có nói như vậy nữa. Anh nghe anh khổ tâm thêm đó ba. Không phải ba muốn dằn vặt con để làm cái gì, nhưng ba giận con hết sức. Dướng vào yêu đương với nó làm gì. Bây giờ phải gặp hoàn cảnh như vậy nè. Phải chi á, con gặp một người. Tại bây giờ ba về hưu rồi, lương không có bao nhiêu. Thấy con khổ như vậy mà không giúp gì được hết, cho nên ba xót ruột lắm. Thôi ba đừng có lo nhiều nữa. Từ từ đi, rồi tụi con cũng khá lên à. Anh Hiếu anh giỏi lắm á. Ba không thấy là từ cái lúc mà vợ chồng con đi bán tới giờ á, nhà mình đỡ túng thiếu hơn đúng không? Thời buổi bây giờ á, làm ăn khó khăn, đâu phải muốn giàu là giàu được đâu. Giờ từ ba con mới về. Anh, rửa mặt đi rồi ăn cơm. Ừ. Nè anh. Dạ, con mời ba ăn cơm. Ăn cơm đi em. Em sao vậy? Em không khỏe hả? Em khó chịu quá. Làm gì mấy bữa nay khờ khờ như cá ngọt nước. Đừng có nói có bầu nghe. Đẻ một đứa con mà nuôi nó lớn không phải là chuyện giỡn chơi đâu nghe. Em thấy trong người sao? Nó cứ nhợn nhợn, khó chịu lắm anh. Trước giờ có bị gì đâu. Ba, không lẽ em có bầu thiệt hả? Chắc vậy rồi chứ còn gì nữa. Hồi đó giờ có bao giờ em bị vậy đâu. Trời ơi, sao biết được. Ba ơi, ba giờ con có bầu ơi. Ba, để con chạy vậy cho má hay. Trời ơi trời, không biết lo mà còn mừng làm sao. Dạ thôi anh, chưa có chắc mà về nói cái gì. Chắc chứ còn gì nữa không chắc. Hồi đó giờ em có vậy đâu. Không sao đâu, không có gì phải lo hết. Từ đây về sau á, em cứ nghỉ ngơi đi. Còn lại để anh tính cho. Thôi, tính gì? Cất một cái biệt thự thiệt là to vậy nè. Gắn máy lạnh to đùng luôn. Vô trong nằm dưỡng thai. Ba. Thôi, anh cũng chưa biết tính gì nữa. Nhưng mà từ đây về sau á, em vậy rồi không có được đi bán buôn gì nữa hết. Cứ ở nhà nghỉ ngơi cho anh ha. Em khỏe mà, để em đi bán đi. Không có cãi, anh nói nghe không? Thôi em với ba ăn cơm đi. Anh đi đây chút xíu. Anh ăn cơm cái đi rồi đi. Được rồi, ba. Đừng nhận vợ con nữa nha ba. Không dám đâu.
bỏ rồi. Thằng này nó thương vợ dữ lắm nè. Bây giờ chạy đi mua yến xào với bào ngư cho vợ ăn. Phần tao là cái này thôi. Ba, ba không thấy anh Hiếu anh thương con, anh lo cho con như vậy hả? Thương cái gì mà thương? Thương mà để cho con cực khổ vậy mà thương cái gì? Nhưng mà ba thấy rõ ràng ảnh là anh đối xử với vợ con rất là tốt. Chứ bây giờ ba thử tưởng tượng đi, giờ con lấy một cái người mà về á, tiền bạc rắc đầy nhà, còn chỉ việc ngồi không ăn sung mặc sướng, mà anh ta suốt đời chỉ chạy theo tiền nhà gái đẹp thì sao? Con có hạnh phúc không? Bây giờ mà cho chọn lại, con cũng chọn anh Hiếu à. Mấy bữa rày làm lai rai đều không chú em? Dạ đều anh. Hơi cực chút nhưng mà được cái có tiền đem về cho vợ là sướng rồi. Vậy là mừng rồi. Bên đây hai ngày nay hẻo muốn chết. Hy vọng mai mốt gỡ lại. Thì bữa nào cũng vậy thôi, lúc này lúc khác. Bên em tàu nhỏ không à. Đường cái nó đều đặn. Thôi kệ, kiếm cơm lai rai. Tàu nhỏ mà làm lai rai có hoài thì khỏe chứ sao. Giống như bên bến tụi này nè, toàn là tàu lớn không à. Mỗi lần có chuyến hàng á, là làm tới tấp luôn à. Có khi không có đủ lính á, tụi tôi làm xanh mặt luôn á. Dạ. À anh. Hả? Vậy nếu bệnh mà có thiếu gì anh hú em tiếng, em chạy qua em phụ cho anh ta. Công cán ai tính sao em tính vậy thôi. Vậy ngày mốt á, tàu gạo với Cần Thơ lên á, tới mấy chục tấn lận á. Dạ. À, mà chú em qua phụ tôi được không? Khỏe ra. À em còn thằng em kế nữa. Có gì em rủ nó chạy xô với em qua bệnh. Nếu được mai mốt chạy qua chạy lại luôn. Chừng nào mà có tàu lớn á, nhắm mà không đủ lính á, thì tôi mới nhờ tới chú em được. Chứ ngày thường tụi này cũng hẻo lắm. Dạ thì cứ vậy đi, khi nào thiếu anh cứ gọi em. Thôi mình về chứ anh. Được rồi, cứ tính tiền cà phê đi. Tính tiền chị ơi. Nhiều mà. 20 ngàn. Dạ 20. Cảm ơn anh. Thôi tôi về, sáng ngày mốt qua kiếm tôi tin Tráng nha. Dạ cảm ơn anh Tráng. Còn nói tiếp cái vụ con Di coi. Nó có bầu rồi, đâu có để nó đi bán mưa nắng như vậy được. Biểu nó nghỉ bán đi. Thì con cũng nói với cậu vậy rồi. Mà cậu nói sắp tới có con là đủ thứ phải lo, nó phải ráng làm. Trời, thiệt tình. Má. Hả? Con tính xin má trích cho con ít tiền. Con mở cái sạp quần áo nhỏ nhỏ cho cậu ở nhà cậu bán. Nhìn cậu bầu bì mà đẩy xe đi bán vậy con cũng xót ruột quá. Mà mở tiệm thì đủ thứ phải lo, trang hoàng quần áo rồi tùm lum thứ hết. Mà muốn làm tốt thì cũng phải chuẩn bị cho kỹ. Tủ kệ rồi ba cái lặt vặt này kia má thấy đó, tốn tiền nhiều lắm. Con tính vậy cũng phải. Trước giờ má con mình không có đụng vô số tiền đó. Tất cả số tiền mình kiếm được để lo trả nợ, rồi ơn nghĩa của những người cưu mang mình lúc còn khó khăn, bây giờ hết cách rồi. Mấy má con cứ làm lụng như vậy hoài, không biết chừng nào mới khá. Bây giờ lo cho con cái của con đi. Dạ. Nếu con mình con thì con không xin má làm gì. Kẹt cái giờ có vợ con nữa. Mà bên mình tàu nhỏ không à. Mà nếu mình có ăn hàng thì cũng chỉ lặt vặt thôi, chúng đâu đủ vô đâu đâu má. Má cũng dành dụm dữ lắm, đâu có dám chi xài gì. Má giữ là giữ cho tụi con, nhưng chắc con phải chờ vụ tới đi. Đợt vừa rồi mình phải lo trả tiền viện phí cho ông ngoại với má hai nhiều lắm, không còn bao nhiêu đâu. Con biết mà, con chỉ nói trước vậy để khi nào má có má trích ra cho con mượn. Ừ, thôi đi làm đi. Dạ, thôi con ra bến nha má. Tính tiền đi. Thôi, uống rồi đi làm đi. Anh cũng đã làm mọi cách rồi, nhưng ba mẹ anh không đồng ý. Rồi giờ anh tính làm sao? Anh muốn hỏi em, em có muốn cùng anh vượt qua mọi thử thách không? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra,
dù cho bất cứ ai ngăn cản, tụi mình cũng không rời xa nhau. Mận, em có muốn vậy không? Anh Tuấn, em chỉ cần anh ở bên em thôi. Dù có chuyện gì em cũng không sợ. Nhưng mà em chỉ lo là... Nhưng mà em đang lo chuyện gì? Không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Em chỉ sợ mình gặp những điều mà mình không muốn á. Anh sẽ bỏ em. Em nói vậy là không tin anh rồi. Em thấy đó, dù ba mẹ anh ngăn cản anh quyết liệt, nhưng mà anh vẫn ở bên em. Đâu có điều gì làm anh đổi ý đâu. Anh Tuấn, nhưng mà lỡ như gia đình của em á không giống như anh thấy, anh có còn yêu em không? Không phải, ý anh là sao? À, ý em muốn nói là cái ngày mà nhà em giàu lên đó hả? Không phải, anh tưởng tượng hay quá. Ý em á là nếu như gia đình của em á tệ hơn như vậy thì anh nghĩ sao? Bận nè, anh đâu có thấy gì tệ đâu, chỉ là lao động phổ thông thôi mà. Mai mốt rồi mình sẽ có con, mình sẽ nuôi dạy nó đàng hoàng, cho nó học hành tử tế. Ông bà nội của nó sẽ không còn nặng nhẹ với em nữa. Nè, em đang lo lắng điều gì phải không? Nói cho anh nghe đi. Đâu có, em chỉ lo sợ bà mẹ của anh không đồng ý. Bỏ qua chuyện đó đi, coi như là mình đã quyết định lấy nhau rồi. Anh sẽ tìm nhà hàng nào ngon, bổ, rẻ. Mình làm tự túc cho nên là anh sẽ không làm trình trang đâu. Tụi mình làm đám cưới đơn giản thôi. Em đừng buồn nhé. Vậy là mình làm đám cưới thiệt luôn hả? Vậy được rồi. Khi nào em muốn đi thử đồ cưới với anh đây. Bữa rày bán ế quá. Con tính hỏi chị hai coi làm sao. Vốn liếng không có nhiều, nó bán toàn đồ rẻ tiền cho dân lao động, đâu có lời bao nhiêu đâu. Con biết chứ. Con tính bàn với chị hai á là con mua hàng cao cấp một chút, rồi mình bán có lời hơn. Có mấy lần á con thử may đồ vải đẹp đẹp đưa cho chị bán thì người ta hỏi nhiều lắm, mà giờ chưa có vốn. Để con với chị á bán rồi gom tiền lại từ từ, để coi chuyến sau được bao nhiêu đi rồi tính. Má, con cũng định nói với má chuyện đó đó. Giờ mình dừng lại còn kịp đó má. Ý con là sao? Ý con là má với hai anh đừng đi ăn hàng nữa. Con tưởng mấy anh còn bốc giá, má bán cà phê cốc như vậy là đủ sống, đủ lo toan mọi chuyện sao? Đủ thì biết thế nào là đủ hả má? Má không biết đâu. Mỗi lần má và hai anh đi ăn hàng á, con muốn tắt thở luôn. Con sợ lắm. Mình sống nghèo vậy cũng được mà má. Con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng may đồ nhiều hơn. Rồi con... Thôi, con im đi. Đó mới là cái con tưởng tượng ra thôi, chưa biết có làm được không. Còn bây giờ nè, trước mắt mình phải lo chữa trị cho má hai, rồi bệnh tình của ông ngoại nữa. Bây giờ con gì có bầu rồi, con phải lo cho nó lúc sinh nở chứ. Con có cách nào để lo hết tất cả mọi chuyện, con nói cho má nghe coi. Con... Bây giờ có bao nhiêu tiền? Đi mua vải hết đi, rồi may đồ. Đi bán với con gì? Những chuyện khác để má với hai anh con lo. Con không dính vô chuyện này là được rồi, biết chưa? Nhưng mà
Lỡ như anh Tuấn mà biết được, con không... Lúc đó mình cũng nghĩ rồi. Không sao đâu, không được nhắc lại chuyện này nữa, nghe chưa? Qua chị hai coi chuyện buôn bán làm sao. Đi. Đi. Chú, cắt con dao đi. Dạ. Chú gửi cho con nè. Cảm ơn chú. Tuần này con rửa xe nhiều, lại biết sửa chút, khá lắm. Không lâu nữa con thành thợ luôn rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Trọng à, mấy lần trước chú thấy có cô gái nào xinh xinh tìm con, mà sao chú không thấy con vui gì hết vậy? Dạ, người ta là lá ngọc cành vàng mà chú. Con chỉ là thợ rửa xe. Cái thằng này là phú bốc giác, làm sao mà mơ tới hả chú? Cái gì mà mơ với mộng. Đã người ta tới tìm con là người ta có ý với con đó. Con biết vậy, nhưng sợ làm khổ người ta. Rồi con né hả? Con dở quá. Thà con đi tán tỉnh người ta mà người ta không chịu mới quê. Còn đằng này người ta tìm con mà, thuận lợi quá rồi còn gì. Nhưng con thấy nếu thương cổ thì nên tránh xa cổ, chứ thương người ta mà kéo người ta xuống chịu khổ chung với mình, con không đành chú ơi. Bây giờ cô tính nghèo tới suốt đời sao? Chú thấy con cũng có tương lai lắm mà, vừa thông minh sáng sủa, vừa siêng năng, không có chơi bời đua đòi, sẽ có ngày khá mà. Tin chú đi. Trọng à, cơ hội chỉ đến với mình một lần thôi nghe con. Thôi về đi. Chú ơi, chuyện gì nữa? Mấy cái nhớt bỏ này chú cho con xin được không? Con tính Trọng đã muốn hay sao mà xin nhớt này về. Nè, làm vậy là hại người nghe con. Dạ không có, nhà con nhiều kiến quá nên xin về để diệt thôi. Thôi nếu vậy á thì con cứ lấy gì xài vậy nha. Dạ, cảm ơn chú. Ra coi ai vậy con? Dạ. Anh Trọng. Bộ không cho anh vô nhà hả? Không, tại em với ông ngoại mới nhắc tới anh. Bộ anh nhiều tính xấu lắm hả? Ngược lại thì có. Anh vô nhà đi. Dạ thưa ông ngoại, con mới tới. Ngồi đi con. Bộ lúc này tụi con bận dữ lắm hả? Không thấy đứa nào léo hánh qua thăm ông ngoại hết. Dạ tụi con bận thiệt ông ngoại. Còn với anh hai đi làm suốt à. Còn con Mận cũng đi bán với chị Di luôn. Còn má con thì phải vừa coi quán vừa chăm cho má hai con nữa. Tại không thấy à, ông nhớ cho nên ông hỏi vậy thôi. Chứ ông không có trách cứ gì mấy đứa tụi bay đâu. Bây giờ chân cẳng ông à, nó cũng yếu rồi. Nhớ muốn đi thăm má con bay nó cũng khó. Dạ con biết rồi ông ngoại. Tụi con sẽ tranh thủ qua thăm ngoại nhiều hơn. Mà đâu có phải là mình ông nhắc đâu. Nhỏ này nè, ngày nào mà nó không ca tám câu. Ông ngoại, ui, con ca gì đâu. Thì đó, mới ngồi đây ca tức thị nè. Cái rồi anh Trọng nó bấm chuông đó, ngày nào cũng anh Trọng. Đó, giờ anh Trọng nó ngồi đó đó, muốn nói gì nói đi. Ông ngoại, con thì con cũng nhắc giống như ông ngoại nhắc thôi. Không có à nghe. Ông nhắc là ông nhắc nguyên cả nhà của anh Trọng. Còn con
còn có anh Trọng không à? Thôi, hai đứa cứ nói chuyện, để ông vô phòng ông nghỉ ngơi chút xíu. Nè, có gì cứ nói hết cho thằng Trọng nó nghe. Còn con cũng vậy nghe Trọng, có gì cứ nói hết với ông Phương đi. Hai đứa cứ thoải mái với nhau, chứ đừng có mạnh đứa nào nấy im lìm vậy. Nặng cái đầu lắm nghe chưa? Ông ngoại ơi, con qua thăm ông mà. Coi như qua thăm ông rồi, bây giờ tới thăm nó đi. Ông mệt, ông muốn vô nằm nghỉ một chút, nghe. Để con đưa ông ngoại vô. Thôi, hai đứa cứ ngồi đó tâm sự đi. Ông ngoại để tự vô được rồi, bây làm như tao tàn phế không bằng. Anh Trọng, em muốn biết lý do tại sao anh tránh mặt em. Anh đâu có tránh mặt em. Anh không cần chối, điều đó rõ ràng mà. Em chỉ cần anh giải thích thôi. Tại anh... Anh có thương em không? Anh có nhớ là tụi mình đã từng có những kỷ niệm tuổi thơ dễ thương như thế nào không? Đó là kỷ niệm thôi em. Nghĩa là bây giờ anh thay đổi rồi, anh không còn thương em nữa. Anh không còn thích em mặc áo màu hồng nữa đúng không? Anh nói đi, anh nói em nghe một lần thôi, để em không dai dứt nữa. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh rất hạnh phúc khi đến tận bây giờ em vẫn nhớ những kỷ niệm của tụi mình ngày xưa. Anh cũng nhớ giống như em vậy. Nhưng bây giờ tụi mình đã lớn hết rồi, và anh cũng có cuộc sống của anh, có gia đình, có trách nhiệm với những người thân. Anh không thể, anh không thể chiều theo bản thân mình để chạy theo em bất cứ lúc nào anh muốn nữa. Anh không thể nói yêu em để rồi không làm được gì cho em. Có nhiều lúc anh cứ muốn yêu em đã, rồi tới đâu thì tới. Nhưng như vậy thì không công bằng với em. Rồi em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn bên cạnh một người khác, chứ không phải với một kẻ tay trắng, một kẻ không có nhân thân gốc gác như anh. Cách tốt nhất để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em là anh phải để em rời xa anh. Nếu như em không muốn rời xa anh thì sao? Thì anh sẽ là người đi xa. Anh không phải thật khờ để không nhận thấy được tình yêu của em dành cho anh. Nhưng càng thấy anh càng đau, càng thấy bản thân mình vô dụng. Anh hai cưới vợ không đám cưới không hôn thú, bây giờ chị hai có bầu, sinh con sẽ ghi tên cha thế nào? Anh không thể làm chuyện như vậy với em được. Em không xứng đáng phải chịu như vậy. Còn anh thì anh cũng không xứng đáng để che giấu tình yêu của mình như vậy. Ngày hôm nay sẽ theo anh đến suốt cuộc đời. Cảm ơn em
Bây giờ gia đình mình có quá nhiều chuyện để lo. Sắp tới gia đình mình cần rất nhiều tiền. Con Di có bầu, phải bồi dưỡng cho con Di để còn đón em bé, rồi chữa trị cho ông ngoại, cho má hai. Tụi con có ý gì không? Tao hàng giờ nó cảnh giác dữ quá. Tiền đã cất kỹ rồi còn cho người canh nữa. Kiểu này khó ăn hàng má ơi. Quan trọng bây giờ là mình phải theo dõi kỹ, biết chính xác tàu nào sẽ ăn, để mà lên kế hoạch. Má nghe nói tuần này tàu gạo của Cần Thơ sẽ xuống hàng ở Bình Đông. Sau khi xuống hàng, họ sẽ nghỉ một ngày tại bến rồi quay về Cần Thơ. Tụi con tính làm sao? Dạ, con trên hai cũng tính làm tàu đó. Tụi con tranh thủ lúc bốc vác hàng đó, tụi con quan sát kỹ trong khoang tàu, để khi mình lên hạn chế tối đa sự va chạm hay nhầm lẫn nha. Dạ. Vậy mai con Dương Trọng qua bến Bình Đông xin bốc vác chỗ tàu đó để kiếm cớ lên tàu. Để có gì tụi con về cho má hay rồi làm luôn. Má chỉ cần neo xuồng ở ngoài đợi tụi con là được rồi. Ừ. Thôi mình về, không thôi má hai chờ. Mà nè, từ giờ trở đi mấy cái chuyện này không được để cho con Mận biết nữa nha. Dạ, con biết rồi. Nè, khi không ông chạy về nhà, ông chạy đi đâu vậy? Cả thế kỷ luôn á, tôi mới được chở bà ngoại sau lưng, ngu gì mà tôi về. Vậy thôi ông dừng lại đi, tôi đi bộ về. Sao mà chạy được, bây giờ chạy sao cho hết xăng tôi mới về. Thôi ông chịu dừng lại, tôi nhảy xuống nha. Thôi được rồi, tôi chở bà về. Nhanh lên. Ừ. Xe xong rồi anh ơi. Ừ. Chú Tăng ơi, ra tính tiền cho khách chú Tăng ơi. Rồi, chú ra liền. Dạ. Xe này làm gì con? Nè, Đọc. Ông làm gì vậy? Đọc. Xe này sửa gì vậy? Đọc. Dạ. Còn thay bố Thắng với lại là bình xe con chú. Tôi định đến đây á để rửa xe cho nó sạch. Nhưng mà tôi thấy á, thợ rửa xe ở đây á hình như là không được sạch sẽ cho lắm. Thấy ghê quá. Thôi mình đi. Gì? Nè, ôm chặt vô đi. Có việc té đó. Nè. Tính cho con vậy á thì quá rẻ rồi. Có gì đừng căng đó, đi trả tới đây. Rồi được rồi, cho người tiền. Cố tình ghé vô tiệm rửa xe làm chi vậy? Tôi xin lỗi. Tại tôi muốn thử coi anh ta có yêu bà hay không. Làm sao? Tôi gặp anh ta mấy lần, tôi có cảm giác anh ta yêu bà nhiều lắm. Nhưng mà kết quả thu được thì ngược lại, bà mới chính là người yêu anh ta. Chỉ là một trắc nghiệm nhỏ thôi mà. Thôi bà vô nhà đi. Oh,
Hai đứa lên uống nước nè con. Cà phê nè. Nè, uống đi. Bà Hai ơi, tính tiền bà Hai ơi. Hai ly mười bốn. Nói nghe không rõ vậy bà Hai ơi. Mười bốn. Mười bốn ngàn hả? Tổ cha mày. Mười bốn. Dạ rồi, con gửi tiền cho bà Hai, con về luôn. Khỏi thôi. Má Hai ơi. Ê, gì? Gì? Má Hai đỡ chưa? Đỡ rồi. Dạ, con đi chợ. Con qua con tính hỏi coi là má con có cần mua cái gì không? Con mua luôn. Bầu không lo. Lo người ta. Sao má Hai biết con có bầu vậy? Cả trời ấm đi. Trời đất. Dạ, má mới về. Thôi ngồi xuống. Bầu bì không có đứng lên ngồi xuống vậy. Sáng giờ con ăn uống gì chưa? Dạ con ăn rồi. Con tính qua hỏi má có cần mua gì không, con đi chợ con mua nha má. Thôi khỏi, nãy về má ghé ngang chợ má mua đồ ăn rồi. Bây giờ nắng rồi đó, con đi chợ đi. Để em thôi, lát về trễ là ổng nhằn á. Dạ con biết rồi. Con đi nha má Hai. Dạ. Con. Dạ má. Nghe con Mận nói hai đứa tính mua giải may đồ gì đó, mua chưa? Dạ, hai chị em con mua rồi. Hè nhau ra đứa cắt đứa may cũng được mấy kiểu đẹp lắm má. Vậy hả? Hồi tối con mới bán được một cái á. Bán rồi hả? Dạ. Trời ơi, có quà tay ghê á. Em Mận khéo tay lắm. Mà nói thiệt chứ con bán lâu vậy mà con còn không nghĩ ra cách như vậy luôn á. Thôi đi chợ đi con. Dạ thưa má con đi. Nè. Dạ. Con gái ra ngoài đường lấy cái nón đội vô, trời nắng như vậy nè ha, đi giăng nắng vậy đen thù lùi mà bệnh đó. Con tính đợi nó tới chợ con mới đội. Thôi đội liền. Nắng rồi. Dạ thưa má con đi. Thưa má Hai con đi. Tao đi mày không kêu đợi. Hết đen thêm được rồi ha. Thôi khỏi. Dạ con mời ba. Con mời mẹ uống trà. Chà, hôm nay có chuyện quan trọng hay sao mà mời ba mẹ uống trà vậy? Dạ thưa ba mẹ, con chỉ mừng sẽ làm đám cưới. Vậy là con kiên quyết cãi lời ba mẹ hả? Dạ thực sự là con không muốn vậy, nhưng mà do ba mẹ cứ kiên quyết với con là không chấp nhận mừng, cho nên con... Nên con muốn làm gì thì làm sao? Con tự cho con có cái quyền qua mặt ba mẹ từ hồi nào vậy? Con xin lỗi ba mẹ, con không dám qua mặt. Nhưng tại con với Mận thật lòng với nhau. Con đã có quyết định như vậy á, thì con tự lo cho con đi. Ba mẹ không can dự vào, và đương nhiên sẽ không có cái chuyện con đem con nhỏ nó vào căn nhà này, nghe chưa? Ba mẹ yên tâm đi. Con biết mà, con đã từng nói với ba mẹ rồi, tụi con sẽ tự lập. Con định ra ngoài sống sao? Dạ. Trời ơi, đúng là con mờ mắt rồi mà. Thôi, nó không cần tôi với bà nữa thì thôi. Nhưng bà nói trước, nếu con quyết định ra ngoài sống thì sau này khó khăn đừng có quay về cái nhà này nữa, nghe chưa? Bà yên tâm đi, cả con và Mận cũng không có dự tính đó đâu. Con... Thank you.
Bận à, anh cắt hết chỉ thừa rồi đó, em coi có được chưa? Dạ. Ngồi đây đi con. Mận ơi. Dạ. Trời ơi, anh hai sao vậy má? Có chuyện gì vậy Mận? Anh hai con nó nhậu, nó xỉn quá nó không thấy đường về. Nó bị té rồi, má với thằng Trọng phải dìu nó về nè. Anh Tuấn, bây giờ anh Tuấn về nhà đi, để ở đây em lo cho anh hai. Có gì ngày mai mình nói chuyện tiếp nha. Đi, đi anh đi đi. Vậy anh về. Dì ơi, tới dì con về. Hai anh em về. Dạ. Tuấn, lại nhậu với anh nè. Thôi con, thôi xỉn rồi. Tuấn về đi con. Nó coi. Mày kêu nó lại nhậu với anh hai coi. Thôi thôi, trời ơi. Nhậu gì nữa. Mận, không ơi. Mày về nốt rồi. Mày không có gặp em gái đâu nha. Đừng có nói nữa mà. Mận, còn đi vô lấy cái hộp thuốc trong tủ đặt ra đây cho anh hai. Nhanh đi. Nhanh. Gì vậy? Dạ. Chuyện gì vậy? Trời, anh hai của con. Ông uống rượu xỉn rồi ông té lên té xuống vậy á. Cái nhỏ này, hai mày uống xíu mày làm gì làm bầm hoài mày. Trời ơi, cái thằng này ban ngày làm mệt, không chịu nghỉ ngơi đi, còn bày đặt rượu đi nhậu nữa. Mai mốt chừng tao khỏe rồi ha, đứa nào mà nhậu nhẹt nha, tao rượt tao quánh thấy mồ tổ. Không sao hai ơi, té sức dầu chút là hết hà. Vô ngủ đi. Thôi không gì đâu má hai ơi. Ngủ đi, ngủ khỏe đi. Mốt con má hai nhậu ha. Con má hai nhậu. Trời, cái thằng. Dạ, thôi bây giờ má hai vô ngủ nha. Con nhắc má hai vô ngủ nha má hai. Dạ. Nhậu hoài. Anh hai không biết uống rượu thôi đi. Còn uống chi ha má hai. Dạ lên lẹ đi con. Trời dạ ơi. Đưa đây. Thôi được rồi, bây giờ con về bển đi, không thôi cũng gì nó trong. Nhớ kiếm chuyện gì nói để cho nó đừng có nghi nha. Má, má, họ cảnh giác, cho người canh chừng chiếc ghe luôn. Hiểu về đi con, còn hai đứa đi vô ngủ. Hai đứa ngày mai nghỉ làm một bữa. Ngày mai, má với con Mận ra bến nghe ngóng con sao rồi tính, nha. Dạ, con về bển đi má. Ngủ đi cưng. Anh hai, về cẩn thận nha anh hai. Sao bà ra đây làm chi vậy? Có chuyện gì hả? Đi chợ mà đi về ngang đây mỏi chân quá, ghé vô nghỉ một chút, sẵn mua nải chuối về cho bà hai bà ăn. Trời ơi, hèn gì, chuối của tôi ở đây là nhất xứ đó nghe. Vậy mới ghé nè. Tôi tưởng cái hả bà tiếc cái thùng dừa lạnh của bà rồi hả bà ghé bà tám cà phê bà đòi lại chứ. Cái nải này ngon nè. Đòi lại cũng ai đâu mà bán. Cho con ly cà phê cô ơi. Ủa, chừng nào mày làm lại? Dạ, con nghỉ 2-3 bữa gì ơi. Nghe nói hôm bữa tàu ổng mém bị cướp, mà mấy ổng đang coi lại mấy thằng lính của mình. Mà họ nghi là những người thường hay xuống tàu của họ. Mà họ có nghi ai chưa? Mà biết ai đâu mà nghi. Mà cũng mém mất thôi, chứ tiền của ổng cũng còn nguyên si à. Nghe nói là hôm đó ông Tấn cũng quơ dao trúng một trong hai thằng cướp á, mà coi lại trong nhóm móc vác tụi con làm không đứa nào bị gì hết trơn á. Chắc là mấy đứa lạ rồi. Thì biết chắc ai rồi hãy nói. Nhưng mà không biết rồi nói bậy nghi quan cho người ta rồi mang tội. Con cũng có nói với mấy ổng rồi, con cũng có nghi quan ai gì đâu, hiếu trọng đâu hả vậy. Nó làm đâu đó với bến á mà.
Con thấy bến này cũng tưng bừng quá, đâu có ế độ như tụi con, mà có việc làm là khỏe rồi. Ờ bà ha, sáng giờ tôi không thấy thằng Hiếu với thằng Trọng đâu uống cà phê gì hết à. Ờ thì nó khát nước rồi nó tự lên nó lấy nó uống chứ hơi nào đâu mà trong. Tính tiền nãy chuối nè, bao nhiêu? Em đó nha, lúc này càng nhìn càng dễ thương đó, biết chưa? Ừ. Nè con. Dạ má. Dạ gì? Má, má mới đi chợ về hả má? Dạ. Ngồi xuống đi. Dạ. Qua lâu chưa? Dạ, dạ cũng hơi lâu rồi. Gì gì vậy? Con muốn xin phép gì cho con với Mận được cưới nhau? Ba mẹ cậu có chịu đâu mà cưới. Con với Mận sẽ sống tự lập, không có dựa vào ba mẹ con đâu. Ý cậu là không cần cha mẹ cậu đồng ý, cậu dẫn lấy con Mận hả? Dạ. Gia đình tôi bây giờ không dám mong chờ gì, cũng không dám nghĩ đến chuyện gia đình cậu mâm cao cổ đầy qua rước con Mận. Nhưng cậu suy nghĩ cho kỹ, chuyện hệ trọng cả đời không bốc đồng nông nổi được đâu. Với lại qua mặt cha mẹ cũng đâu có hay ho gì. Gì vậy? Con đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Con muốn tự quyết định hạnh phúc của con. Con nghĩ là con với Mận sẽ rất là hạnh phúc. Dì à, dì cho phép tụi con như gì? Con thấy sao? Con không biết nữa má. Mận à, nghe nói nè, em đừng có lo sợ gì hết đó. Anh sẽ không ngại bất cứ điều gì đâu. Mai mốt ngày ngày anh sẽ chở em đi lấy giải về may đồ, rồi đi bán với em, với chị Di. Thôi được rồi, tôi chỉ mong con gái tôi hạnh phúc thôi. Nếu nó đồng ý thì cứ vậy mà làm. Dạ. Má sẽ thu xếp làm điều tốt nhất cho con yên tâm mà lấy chồng, con đừng lo. Nhưng dù sao gia đình bên đó đồng ý vẫn tốt hơn. Dạ con biết rồi. Ông ngoại, sao giờ này ông ngoại chưa ngủ nữa? Ông ngoại, ông ngoại uống sữa đi. Con thấy lúc này á, ông ngoại mất ngủ hoài à. Bộ có chuyện gì bất an không ngoại? Ông ngoại nói cho con biết đi. Không có gì đâu con. Già cả thì ngủ nghê nó khó khăn lắm, đó là cái chuyện bình thường mà con. Thôi con vô ngủ đi, đừng lo cho ông ngoại nữa. Ông ngoại phải vô ngủ thì con mới đi ngủ được chứ. Có sao đâu, một lát ông ngoại vô, ông ngoại đóng cửa cũng được. Ông ngoại muốn ngồi đây một chút cho nó thoáng. Con vô con ngủ sớm đi, ngày mai con phải đi học nữa. Dạ. Vậy con vô ngủ trước nha ông ngoại. Nè, nhớ tắt đèn đi cho nó dễ ngủ. Nhớ chốt cửa phòng con lại cho cẩn thận. Dạ con biết rồi. Con vô nha ngoại. Thôi ông ngoại ngồi đây chút xíu rồi vô ngủ nha. Được rồi, con vô ngủ trước đi. Dạ. Nhớ tắt đèn nghe. Con biết rồi. Mày muốn gì thì ra mặt mà nói chuyện, đừng có rình rập như một thằng ăn trộm vậy. Ông thấy đó,
Tôi muốn giết ông lúc nào cũng được, nhưng mà như vậy thì tôi không có vui. Vậy thì suốt ngày mày đi rình mò một ông già và một đứa con gái là vui lắm sao? Đó cũng là một thú vui tao nhã đó chứ. Với lại, đối với một đứa con gái non tên như vậy, chẳng có thằng được rứa nào mà không thèm hết. Nhất là có một người 20 năm rồi chưa nắm được vạt áo đàn bà nào. Tao cấm mày, tao cấm mày đụng tới cháu tao. Tại sao tôi phải nghe lời ông chứ? Tôi muốn đầu chạm hay muốn làm bất cứ điều gì với cô ta, ông không cản được tôi đâu. Tao cấm mày đụng tới nó, mày nghe chưa? Có ông kìa. Đó, giết ông đâu có vui bằng nhìn ông như vậy. Ông bất lực mọi đường rồi. Nè, ông xem phim không? Phim tươi mát nè, xem sống nè. Đừng, đừng, đừng có đụng tới cháu tao. Đừng hại nó. Làm đi. Đứa nào đó, thằng Hiếu hay thằng Trọng? Tụi con đừng trốn nữa. Có phải tụi con đã giúp cho ông ngoại và bé Phương bấy lâu nay không? Tại sao tụi con phải núp lén như vậy hả? Cứ ra cho ông ngoại gặp đi. Hiếu, Trọng, Hiếu, Trọng. Ông ngoại, ông ngoại, chuyện gì vậy ông ngoại? Ông ngoại, ông ngoại nói chuyện với ai vậy ông ngoại? Ông ngoại nói chuyện với ai vậy? Ông ngoại đâu có nói với ai đâu con. Con mới vừa chợp mắt có chút xíu à. Con nghe tiếng ông ngoại gọi ai đó lớn lắm mà. Như vậy là ông ngoại làm cho con thức giấc đó hả? Dạ không sao. Thôi, vô ngủ lại đi con. Ông ngoại vô ngủ luôn nha. Tụi bay có dòi ra là mấy bữa nay cái đám nào ăn hụt tàu của thằng cha tấn miền Tây chưa? Mấy bữa nay tụi em nghe ngóng tứ phía mà không thấy gì hết. Ra bến cũng không thấy gì khả nghi hết. Em nghe nói thằng cha Tấn có nghề lắm, quơ dao chính xác lắm, dính thằng. Mà bữa giờ em đi vòng vòng ngoài bến á, không thấy nào bị thương hết. Em nghĩ là dân xứ khác đó anh ơi. Hên á, là thằng cha Tấn có nghề mà lại chơi bất ngờ nữa, cho nên tụi kia mới dính đòn. Không á thì tụi nó cũng ăn ngập mặt rồi. Tụi nó mà ăn được cái vú này á, giờ này hai cái mặt tụi bay chảy dài tới rúng rồi. Ủa sao vậy anh? Nhục á. Anh nói làm sao chứ, tụi mình cũng ăn toàn tàu cá mập không chứ bộ, đâu có thua ai. Cá mập cái đầu mày, bữa giờ toàn cá kho không. Tại ai? Thì tại mày chứ tại ai, tao nói mày có nghe không? Tao đâu ra, tao nói rõ ràng. Tao nói mày chiếc tàu đó ăn không có được. Nín. Tụi bay tính rao lên cho thiên hạ biết luôn đó hả? Tụi dẹp đi, quê rồi. Ủa kỳ vậy anh? Anh thắng rồi, anh nghỉ rồi. Cái này của em sao bỏ được? Nguyên cái cụ của em. Thầy kệ mày chứ, quê rồi, không đánh nữa. Đâu xì nữa. Đi lẹ đi mày. Ê, tối nay tao mày ra cái gì chơi cha? Tối tao qua rủ mày. Mấy cái đồ của Út Mận may á, anh để riêng qua một bên. Mấy cái này á, mình tự may đẹp nên bán cao hơn một chút. Rồi đồ Mận may bán cao hơn người ta có mua không? Trời, bán được nữa là đằng khác. Bây giờ khách quen tới hỏi đồ của Út Mận không à. Mốt á, may không kịp bán luôn á. Đã vậy? Trời, không ngờ Út nó giỏi dữ vậy ta. Nhưng mà bữa nay anh thấy chỗ nó chắc là bán đắt hơn đó. Ê, vậy? Hai người nói gì vậy? Nói gì ai biết, để qua coi. Phải chi á, anh Hiếu ngày nào cũng ra đây bán thì vui ha. Cái mặt bả mà thấy vắng chồng á thì nó thảm. Đúng. Dễ sợ vậy á. Thảm thì mà thảm, lo bán không kịp nữa. Tôi ráng làm kiếm tiền tôi cưới vợ, đi bán ở đâu á, vợ kè kè theo sướng gì đâu. Trời ơi, người yêu chưa có nữa, đòi cưới vợ. Ê ê ê, sao biết nó chưa có người yêu? Thấy nó xấu trai vậy á, mà gái bu đầy á. Bà làm quá à. Chỉ một đứa còn không ra nữa, gái đâu mà vô đậy, làm như gà vịt vậy.
Thôi đừng có xạo mày. Nè, tướng tá ngon lành, trí thú làm ăn, không chơi bề lưu lỏng. Ừ. Gái nào mà không mê. Ừ. Ê, mày thử cua tao coi, tao chịu không? Thiệt hả? Bà nói đó nghe, bây giờ tôi cua bà đó. Thôi, chú bán giày đi. Ừ. Trời ơi, bữa tao nói bán gần nhau riết rồi á. Vô đi chị, vô đẹp nè chị, vô lựa đi chị. Coi đi chị, nhà đẹp đó chị. 70 ngàn cái hả chị, rẻ đẹp đó chị. Ghé vô coi đi chị. Chị lựa đi, có bớt nữa không? Dạ. Còn em đó nha. Chị nói đi, em bớt. Chị nói ở nhà đi để đi bán cho. Cứ đi bán làm chi á, rồi ngoài đường ngoài xá hết bụi khói vậy hả, rồi nhiễm độc con tôi á. Giết chết. Anh nói giống như trong phim vậy. Bộ ở nhà không cũng có tiền nữa hả? Tự nhiên có tiền mà nuôi con. Bây giờ á, cái gì cũng tiền. Phải tiết kiệm nữa chứ. Tiền bạc thì quan trọng nhưng mà cũng đừng có kỳ bo quá. Khi cần phải sai thôi. Đừng nói mai mốt đẻ con đặt tên bo luôn đi. Tự nhiên cứ nói bo bo. Mang đẹp lần sau cái ông hộ em nha. Tên bo cũng dễ thương chứ bộ. Thôi, giỡn hoài. Anh nói rồi đó. Để đi bán cho. Dù gì anh cũng làm bốc vác có ban ngày à. Ban đêm anh nghỉ mà. Nhưng mà anh làm ban ngày. Rồi hả, thỉnh thoảng còn làm ban đêm nữa, cũng phải nghỉ ngơi chứ sao chịu nổi. Lâu lâu mới làm đêm chứ đâu phải ngày nào cũng làm đâu mà. Thôi mệt quá cứ cãi hoài à. Với lại em bán đồ nữ nè, tự nhiên người ta ra không thấy em, thấy anh, sao người ta mua? Bán đồ nữ, bán đồ mặt ngoài chứ có phải cái đó đâu mà ngại. Anh nói gì vậy? Ai chà, hạnh phúc quá ha. Anh mua cho chị đi anh. Có chồng hậu tống ha. Rồi sao, muốn gì? Mua thì mua, không mua thì biến. Làm gì căng quá vậy? Hồi xưa tao với mày cũng cùng hội cùng thuyền mà đúng không? Xưa khác giờ khác rồi. Nếu tụi mày muốn cô gái lộn chỗ rồi. Người ta bây giờ có chồng sắp có con rồi, biến đi. À, vậy hả, chúc mừng nha. Thằng mốm nó đi cô gái mà gặp ngay bà bầu. Tao nói tao cua vợ thằng Hiếu đâu. Được rồi, ráng kiếm tiền lo cho vợ con đi ha. Nha. Buổi sáng hả? Buổi sáng đi cho nó sang. Sao vậy? Buổi sáng bữa này nè. Làm gì đau dữ vậy? Dạ, dạ. Nếu đau quá thì chuyển hàng qua bên đây. Dạ. Chuyển qua đây. Mày. Dạ dạ. Đau gì hôm qua té lỡ chống cái tay giờ đau đau xíu thôi có gì đâu. Té dữ vậy. Đi nha. Đi. Đi. Hả? Gì vậy? Anh bị cái gì vậy? Cho em coi coi. Rồi anh giả bộ nói vậy để cho nó đi thôi chứ có gì đâu. Sao anh nói anh bị té mà bây giờ nó không có gì là sao? Anh đã nói không có gì thiệt mà. Em chị yên tâm đi, bao đẻ bao đẹp luôn. Em bán ở đây hàng ngày mà. Vào đi. Dạ thưa giám đốc, có cô gái này cần gặp ông ạ. Cô ra ngoài làm việc đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Dạ. Cô ngồi đi. Thật ra cô suy nghĩ lâu quá. Dạ suy nghĩ gì không? Là lời nghị của tôi á. À, thật ra không phải là hôm nay cô quyết định rồi sao? Ừ, không phải. Chứ cô lên tìm tôi làm gì? Dạ. Dạ, tại hôm trước á, tôi vô đây xin làm công nhân may. Mà hôm đó tôi không có biết may. Bây giờ tôi may rành lắm. Tôi may áo bán ở ngoài vỉa hè á. Khách đặt may nhiều lắm. Ông cho tôi vô làm công nhân nha. Thật ra tới bây giờ cô vẫn muốn làm công nhân hả? Dạ. Trời, bây giờ tôi may giỏi lắm á. Tôi hứa với ông luôn là nếu như tôi vô làm công nhân á, tôi sẽ... Mà bây giờ công ty đâu có chuyển người đâu. Thật ra cô có nộp đơn thì cô phải nộp đơn xin việc ở phòng nhân sự kìa, chứ không phải ở đây. Nhưng mà hôm trước ông dặn tôi là có gì thì tới đây gặp ông mà. Dạ, tôi không có tuyển công nhân nữa. Bây giờ tôi tuyển vợ theo thời vụ. Dạ. Thật ra khi nào cô muốn làm việc đó thì cô đến cô gặp tôi nha.
Nhưng mà nè, cô phải quyết lệnh cho sớm sớm nghe. Thôi còn phải xét tuyển nhiều người nữa. Thật ra tôi cũng cảm ơn cô. Nhờ cô á mà hôm nay tôi cũng lạng hoàng hơn một chút vậy. Nhớ sửa cửa nha anh. Suy thận rồi. Suy thận rồi. Tiền đâu? Nè mày, rửa tay chưa? Mày lấy không? Mày lấy không? Lấy. Mới lần đầu á, em định ghẹo vợ nó chơi thôi. Xong vỗ vai nó, nó đau thiệt anh. Nhìn kỹ là có băng bó luôn. Em tới đây báo liền á. Chắc chắn là anh em tụi nó rồi.
Phương à, có chuyện gì mà mặt mày con hớt hơ hớt hay vậy? Ông ngoại cho con biết đã xảy ra chuyện gì đi. Mà con muốn biết chuyện gì? Thì chuyện liên quan tới người đàn ông hay rình mò theo con từ trường học tới tận nhà. Hôm nay ông chặn ngay đầu xe con trước cổng trường luôn. Ông nói ông có thể hại con bất cứ lúc nào, rồi ông ngoại và một thằng nhóc nào đó cũng không cản được. Ông ngoại, tất cả những chuyện đó là gì vậy ông ngoại? Mà tự nhiên ông muốn hại con. Nó nói với con như vậy sao? Dạ. Thôi được rồi, con đừng có sợ. Mọi chuyện cứ để đó ông ngoại lo. Nhưng mà con không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy ông ngoại. Con vô trong nhà lấy cho ông ngoại một sợi dây màu đỏ. Dây gì vậy ông ngoại? Dây gì cũng được, miễn là nó màu đỏ. Nhưng mà để làm gì vậy ông ngoại? Đi vô lấy cho ông ngoại đi. Lẹ lên. Dạ. Ông ngoại, dây nè ông ngoại. Đem ra cột trước cửa cho ông ngoại. Nhưng mà ông ngoại... Con đừng có hỏi gì hết, cứ làm theo lời ông. Dạ. Lẹ lên. Vô nấu cơm đi, không có chuyện gì hết đâu. Nhưng mà ông ngoại cho con biết. Đi vô đi. Dạ. À, mà Phương à. Dạ. Tất cả giấy tờ nhà và mọi thứ ông ngoại để dưới gầm tủ của con. Con chỉ cần nại một viên gạch lên thôi thì con sẽ thấy. Ông ngoại, nghe ông ngoại dặn, ông ngoại chỉ còn có căn nhà này dành cho con với một ít tiền. Nếu không có ông ngoại thì con cũng còn có một chút để phòng thân. Nếu ông ngoại có chuyện gì thì con đừng có lo lắng. Ông ngoại, sao tự nhiên ông ngoại lại nói vậy? Ông ngoại, ông ngoại cho con biết là có chuyện gì đi. Ông ngoại đừng làm con sợ mà. Con đừng có sợ, không có gì đâu. Thôi, vô nấu cơm đi, ông ngoại đói rồi đó. Vô đi con. Ông ngoại nói đi. Dạ.